Ông Nguyễn Văn Điều, cựu trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình được phát hiện đã tử vong ở cạnh một nghĩa trang gần nhà, nghi tự tử. Trưa 10 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân H. Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xác nhận, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Điều, 53 tuổi, cựu trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình được người dân phát hiện đã tử vong ở gần một nghĩa trang của xã Minh Lãng, H. Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, công an H. Vũ Thư đang làm rõ vụ việc và chưa công bố thông tin cụ thể. Tuy nhiên, thông tin tại hiện trường cho thấy, có thể ông Nguyễn Văn Điều đã tự tử. Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 3 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều, tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi, ngụ thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, H. Vũ Thư, Thái Bình, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Điều là người lái xe gây ra vụ tai nạn khiến một người chết, hai người bị thương xảy ra tối 8/5 ở TP Thái Bình. Thời điểm gây ra tai nạn, ông Nguyễn Văn Điều là ủy viên ban thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình. Sau đó, ban bí thư TÜ đảng cũng đã quyết định khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều.